hãy bắt đầu sử dụng hai từ mạnh mẽ nhất: tôi đang, để phục vụ cho lợi ích của bạn. Chẳng hạn như thế này: tôi đang nhận được tất cả những điều tốt đẹp, tôi đang hạnh phúc, tôi đang đủ đầy, tôi đang khỏe mạnh, tôi đang được yêu thương, tôi đang luôn đúng giờ, tôi đang có được tuổi trẻ vững cửu, tôi đang đầy ắp năng lượng trong mỗi ngày. Khi bạn nói lên điều này, tâm trí có thể xuất hiện suy nghĩ phản kháng nói rằng không phải như vậy, và nó dẫn đến hoàn cảnh của bạn. Lúc này, hãy dùng khả năng tưởng tượng để hình dung bạn đang và cảm thấy thân thiện với điều đó. Hãy thực tập buông lỏng, thư giãn tâm trí. Bạn đang rất là tốt. Nếu anh chị em nào chúng ta đang khao khát, mong muốn tương lai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu có và hạnh phúc, thì hãy kết nối với mình để được tư vấn, hướng dẫn, đào tạo kinh doanh online, giúp mình có thu nhập cao, chủ động về tài chính, chủ động về thời gian, thu nhập không giới hạn, và giúp chúng ta có thể làm lớn toàn quốc toàn cầu. Được đào tạo bài bản từ A tới Z, một người bình thường vẫn có thể làm được. Hãy inbox ngay cho mình để nhận được cơ hội tuyệt vời này nhé.